Hai, xin chào bạn quay trở lại với kênh của mình. Thời gian vừa qua thì mình có một chút cái việc cá nhân nên là mình không ra đều được hai video một tuần. Nhưng mà từ video này trở đi thì mình hứa với anh em là mình sẽ ra trở lại hai video một tuần để cho anh em nào hay theo dõi kênh của mình có thể có nhiều video xem hơn. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ review ba chai nước hoa, à không, ba phiên bản khác nhau của một chai nước hoa rất nổi tiếng, đó là Acqua di Gio của nhà Giorgio Armani đây, và Profondo và Profumo. Và chúng ta cùng nhau xem là với ba chai hoa này thì thời điểm sử dụng tốt nhất của em nó là gì và đâu là phiên bản mà các bạn nên lựa chọn. Bây giờ cùng nhau bắt đầu nhá. Đầu tiên chúng ta đến với chai hoa phiên bản gốc, đó là Acqua di Gio Perfume, hay gọi là gió trắng. Nó có thiết kế màu trắng đục và phần nắp chai này là bằng nhựa và không có nắp châm nha, các bạn để ý. Chai hoa này thì có rất là nhiều fake rồi, nên là các bạn mua hàng cũng lưu ý một chút. Và mùi hương này khi các bạn xịt ra, các bạn nhận được một cái mùi cam quýt mở đầu khá là nhẹ nhàng. Và có thể nói rằng là nó rất là nịnh mũi, gần như là mình cho thấy ai ngửi thì cũng đều rất là kiểu ok về em nó. Không phải gọi là quá khen nhưng mà cũng không phải gọi là quá chê về mùi hương này. Thì nó có một chút hoa nữa, dry down, nó không biến chuyển quá là nhiều. Và nó mang đến một cảm giác kiểu hơi kiểu trong trong, aquatic, kiểu một chút nước nước mát mát và hoa quả. Và mùi hương này mình có thể nói rằng là nó là một cái mùi hương rất là quen thuộc với cánh đàn ông. 100 bạn, chắc là 95 bạn đều đã sử dụng qua mùi hương này hay là đã gửi qua rồi. Và đây là chai hoa gọi là quốc dân của cánh đàn ông, sử dụng từ độ tuổi 16, 17 cho đến thậm chí đến 30 tuổi vẫn có thể sử dụng chai hoa này. Và nó rất là đa dụng, rất là sử dụng trong mùa hè, rất là tốt. Về độ bám tỏa của em nó thì chai hoa này nó được ra mắt đã rất là lâu rồi. Và theo như trang chủ công bố thì họ không hề có một sự reform nào. Nhưng mà với cá nhân mình thì những cái chai trước ra mắt những cái năm 2000 mấy đến 2010 thì độ bán tỏa cũng khá là tốt, nhưng mà càng về sau nó càng giảm. Khi mà những cái chai ra mắt gần đây thì nó lưu trên da mình khoảng tầm 4 tiếng và độ tỏa hương thì nó chỉ tầm được cánh tay thôi. Phải nói rằng là nếu các bạn thích cái mùi hương của Acqua di Gio phiên bản Perfume này thì mình nghĩ các bạn nên mua chai chiết hoặc là cầm theo chai gốc này để thường xuyên xịt dặm lại. Đó là những điều mà các bạn lưu ý về phiên bản gốc. Phiên bản tiếp theo đó chính là Acqua di Gio Profumo, hay gọi là giò đen. Và các bạn nhìn thấy qua thiết kế của em nó có thiết kế màu đen và cái phần nắp được làm bằng kim loại có nam châm hút nhá. Và đây là một cái phiên bản mình đánh giá là tốt nhất về ngoại hình của cái dòng Acqua di Gio này. Và cái mùi hương của em nó khi xịt ra thì so với cái phiên bản gốc mà mình vừa review thì mùi hương nó dày hơn, nó già hơn và nó trưởng thành hơn rất là nhiều. Và cái độ bám tỏa cũng tốt hơn là nhiều. Vì sao? Tại vì cái nốt hương sinốt hay nốt hương nước biển của cái dòng Acqua di Gio này nó được thêm vào rất là rõ ràng, và đặc biệt nó có một cái nốt hương nữa, đó là nốt hương nhang. Nên là cái mùi hương nó có phần tối hơn, dày hơn và độ bám tỏa cũng tốt hơn rất là nhiều. Và có thể nói rằng là nó có độ bám tỏa tốt nhất ở trong những cái chai nước hoa của dòng Acqua di Gio này. Và mùi hương này thì vì có nhang nên là mình đánh giá nó khá là tối và trưởng thành hơn, nên em nó sẽ phù hợp với những bạn nam khoảng tầm từ 23 cho đến 25 tuổi đổ ra sử dụng là phù hợp. Và đặc biệt là em nó chỉ sử dụng phù hợp vào những ngày trời tầm 25 độ đổ xuống thôi. Và đây không phải là chai nước hoa sử dụng tốt vào mùa hè, mình không đánh giá như vậy. Và mình cũng đã nói, và cả ánh sáng ở trong video Q&A của bạn nói như vậy. Nên là các bạn đừng xem Jeremy Fragrance review đây là chai nước hoa best trong mùa hè mà các bạn mua, tại vì mùa hè ở Việt Nam và mùa hè ở châu Âu nó rất khác nhau. Acqua di Gio Profondo, hay gọi là giò xanh, đây là phiên bản mới ra mắt của nhà của cái line Acqua di Gio này. Và về thiết kế thì nó không khác gì hai người đàn anh đi trước, nhưng mà nó có một cái điểm thụt lùi, đó là cái phần nắp chai này thì nó lại không có nắp châm anh em ạ. Nó lại không giống với giò đen, chả hiểu sao mà rõ ràng ra sau mà nó lại kiểu chắc là tiết kiệm chi phí hay sao ấy. Cục nam châm ở đây chắc là rất là đắt nên là người ta không làm nữa. Về cái phần mùi hương của Acqua di Gio Profondo này thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là nó mang đúng cái DNA của giò trắng, nhưng nó lại là một cái phiên bản cải thiện hơn về mùi hương. Khi mà mùi hương khi mà xịt ra thì các bạn thấy rằng là nó có một chút ngọt ở đằng sau nữa, và cái nốt hương nước biển thì nó được đẩy lên nên là nó làm mùi hương có phần dày hơn với giò trắng. Nhưng mà yên tâm rằng nó sẽ không nồng và gắt và tối như là giò đen kia, và em này chắc chắn là trẻ trung hơn rồi. Và dry down thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là nó có phần
gọi là một chút quen thuộc đến từ những cái chai nước hoa rất là quốc dân như là Dior Sauvage hay là Blue de Chanel, khi mà nó có, mình đoán là nó có nốt hương Amoxicillin. Thì cái mùi hương này các bạn xịt ra các bạn có thể liên tưởng rất là đơn giản thôi, như kiểu là các bạn đi về đến những khe suối ấy, thì các bạn sẽ thấy là những cái cọng rêu hay là những cái loại thủy sinh sống ở nước nó bám sát vào những cái vách đá ấy, thì các bạn bắt lên như nào thì cái mùi hương có phần giống đến như vậy, chẳng qua là mùi hương nó có phần thêm một chút ngọt đằng sau thôi, rất là đơn giản thì các bạn có thể hình dung. Với cái bộ bám quả của giò xanh này thì nó bám khoảng tầm 6 đến 8 tiếng, tốt hơn giò trắng một chút nhưng cũng không thể nào bằng được em giò đen. Em giò đen thì lưu khủng khiếp rồi, và cái độ quả hương thì rất là ok nhá. Nếu như bạn nào đang lo lắng về độ quả hương thì giò xanh này tỏa hương rất là tốt, khoảng tầm nửa cánh tay đổ ra là các bạn có thể ngửi thấy cái mùi hương này rồi. Em xịt văn phòng chắc là được cả ngày đấy, và cái mùi hương thì nó cũng rất là trẻ trung, rất là thể thao. Và với mình thì đây là cái phiên bản dễ xài nhất cho mùa hè. Nếu như Acqua di Gio hôm kia phiên bản gốc ấy nó kém về độ bám quả thì đây được cải thiện tốt hơn, và mùi hương cũng có phần hiện đại hơn và trẻ trung chứ nó không già như Acqua di Gio Profumo. Còn cái giò nâu thì nói thật là mình đã ngửi một lần rồi nhưng mà mình không hề nhớ một chút nào luôn, không ấn tượng về em nó, mặc dù mình thấy anh em khen giò nâu rất là nhiều. Nên là nếu như các bạn đang lăn tăn và các bạn thích phiên bản giò trắng ấy và muốn nó cải thiện tốt hơn về độ bám quả thì đây là cái chai nước hoa mà các bạn nên mua chứ không phải giò đen kia. Và với cái giá tiền trên dưới 2 triệu đồng cho những cái phiên bản khác nhau thì Acqua di Gio luôn luôn là những cái lựa chọn rất là tốt cho những bạn nam nào mới bắt đầu về nước hoa mà đặc biệt là thích cái nốt hương nước biển. Vậy thì với 3 phiên bản mà mình vừa review chúng ta nên lựa chọn phiên bản nào? Thì với mình giò trắng nó vẫn là huyền thoại. Các bạn nếu như các bạn chưa thử qua giò trắng thì mình nghĩ các bạn nên mua chiết hoặc là nên mua những cái gốc nhỏ để thử. Còn nếu như các bạn đã thử qua giò trắng mà các bạn đang hết rồi, các bạn lăn tăn về cái việc quá nhiều phiên bản thì mình nghĩ các bạn nên mua giò xanh. Với cái DNA như vậy chỉ qua cải thiện hơn về một chút ngọt về độ bám quả thôi. Còn nếu như các bạn trưởng thành hơn rồi các bạn đi làm và muốn cái mùi hương nó đúng với phong cách của bạn thì giò đen là cái lựa chọn rất là ok, đặc biệt là về độ bám quả rất là tốt trong cái line giò này. Và đó là toàn bộ cảm nhận và cái lời khuyên của mình về 3 cái phiên bản giò này. Mình nghĩ là nó sẽ khá là bổ ích cho những bạn nào đang lăn tăn về cái việc lựa chọn cái dòng sản phẩm của nhà Giorgio Armani này. Và nếu như thấy video hay thì đừng quên like, share, subscribe và donate cho mình nếu có thể theo đường link ở phía dưới nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.